Shop giờ giấc thủ .vn, shop bán nick Liên Quân, bán quân huy tự động. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình xin chúc cho tất cả các bạn đang xem video clip này thật là vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng The Flash, một trong những vị tướng pháp sư kiêm thêm vai trò sát thủ đi đường giữa vô cùng mạnh. Đây là một vị tướng rất cơ động và vị tướng này, cái độ bá của nó sẽ được thể hiện qua khả năng nếu mà chúng ta combat tổng. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy lên hỗ trợ thật là nhanh với Voi nhá. Voi đang tập hợp rồi. Voi sang cướp rừng, trời ơi, team bạn không có người coi nhà thì chúng ta đang sang cướp cái con bùa đỏ nhẹ cái thôi cho rừng team bạn thọt. Rồi, kiếm được con bùa đỏ là chúng ta lại lui về thôi các bạn ạ. Chứ còn nếu mà để mà nói trong trận đấu này mình đi đảo đường ganh, thì nếu mà mình ganh thì mình sẽ phải để ý cái Elsu nhiều hơn, tại vì Elsu nó có ưng chạm, phải các bạn phải di chuyển một cách thông minh, nếu không là các bạn mà đi ganh công cấp luôn. Nó có ưng chạm phát hiện từ xa mọi người. Ui, con siêu máu, trời ơi, con siêu máu kìa. Sao mà hên thế vậy trời. Trong trận đấu này team bạn cũng có một đội hình chôn game các bạn ơi. Không phải không biết là phong cách này là phong cách mới hay là chôn game nữa. Tại vì là có thỏ đang định ganh Elsu thì chớ gặp ngay thỏ. Có Elsu solo đường tà thần hành Zuka, có thỏ Slim đi rừng và kèm theo teo nét đường dưới. Team bạn đẩy trụ thật là nhanh thì cơ hội thắng của team bạn rất là cao. Nhưng mà nếu mà team bạn mà đánh về late game thì team bạn thua sấp mặt các bạn ạ. Lắm xạ thủ làm cái gì, tranh lên làm cái gì. Bây giờ mình sẽ chạy lên thật là nhanh để hỗ trợ cho Zuka này. Đi đảo đường đi tục. Ui ui, thỏ, thôi xong tôi rồi. Chạy thôi, xin lỗi anh thỏ. Té. Trời ơi, chưa gì nó cấu một phát được cái máu. Ui, Elsu bật tốc hành lên mới sợ chứ. Ôi, sợ thật. Từ từ nha, mình sẽ chạy thật là nhanh khu vực đường giữa. Các bạn không thể để bỏ sót một con lính nào cả. Nếu các bạn bỏ sót lính thì các bạn sẽ bị thọt ngay. Và thọt thì rất là khó đánh đây. Mình bị mất một con lính rồi, bây giờ còn đúng hai con lính này thôi. Đấy, mãi mới giữ được hai con lính làm vốn lãi. Phong cách The Flash mang tốc hành các bạn nên áp dụng thử xem. Tại vì phong cách mang tốc hành này nó sẽ có điểm lợi dành cho cái chiêu cuối vị tướng The Flash nhiều hơn, giúp cho chiêu cuối lợi hơn. Các bạn biết khi mà sử dụng chiêu cuối The Flash thì vị tướng này chạy rất là nhiều vòng, chạy rất nhanh. Nhưng mà về cái độ quay tròn để đuổi đối phương bằng chiêu cuối thật sự là nó hơi bị chậm. Cần phải mang tốc hành để có thể càn quét hủy diệt như một cơn bão. Đó, các bạn mang tốc biến cũng được, nhưng mà mình khuyên các bạn nên mang tốc hành nhiều hơn. Tại vì là cái thời gian sử dụng cái tốc hành nó sẽ nhanh hơn là tốc biến. Tốc biến các bạn ấn phát là được luôn. Còn đối với tốc hành thì các bạn sẽ có thể càn quét được nguyên cả cái chiêu cuối nha. Là các bạn di chuyển rất là nhanh. Đồ thì mình vẫn để lại trong trận đấu. Nhiều anh em thắc mắc về sức mạnh vị tướng The Flash. Trong phiên bản sau thì mình cũng thông báo luôn. Ôi, với cái cập nhật bổ sung thì vị tướng The Flash không có sự điều chỉnh gì nhiều, không có sự điều chỉnh gì trong cái phiên bản chiến trường 3.0 cho mọi người nha. Không tăng sức mạnh, không giảm sức mạnh, đấy là một cái tin vui, tin mừng dành cho anh em nào bet The Flash. Các bạn biết là The Flash nó cơ động thì nó sẽ làm lên một cái sự đột biến. Ví dụ như Tulen còn xíu máu này, bây giờ mình chỉ cần lướt chiêu 1 lên tiếp cận. Các bạn đánh thường sử dụng chiêu thứ 2, chiêu cuối. Đó, sau đó các bạn lại lướt chiêu 1 thật là nhanh. Đây mới chính là cái độ khóa chịu The Flash băng trụ ăn mạng mà chúng ta có thể rút loại giao tranh rất dễ. Nhưng các bạn nên nhớ là phải sử dụng nhanh tay nhá. Phải thật là nhanh tay vào. Bây giờ mình sẽ cố gắng vờn với thỏ, lướt lên đấm chiêu 2. Rồi ui ôi, choáng là đau nha. Kết hợp với Murat này, tiếp tục đấm chiêu 2 một cái là chết ngay, có mạng liền, hai mạng rồi. Cơ động này các bạn chỉ đi đảo đường thôi. Farm thật là nhanh, nên nhớ là farm thật là nhanh, đừng có để sót một con lính nào đường giữa nha. Farm như thế này xong thì các bạn bắt đầu lại có thể đi đảo đường được. Đường trên hoặc đường dưới tùy anh em thôi. Phụ thuộc vào điều kiện và lượng máu của đối phương thì các bạn nên đi canh đảo đường. Đây nha Elsu này. Ê Elsu, ủa thổ, biết ngay mà Elsu nó cơ động quá, bật chưa một lên. Từ từ, núp tiếp anh em ạ. Mình chắc chắn mình phải thịt được Elsu mình mới chịu về. Để xem nó có lên không. Rồi, Elsu đang mắc bẫy rồi, đang lên rồi, đang lên. Ồ ta.
không thấy ao su đâu các bạn ạ. À đây rồi, chơi ao su nhá, lướt lên các bạn đấm một phát là cậu rồi ơi. Anh lại bật tốc hành chạy thì chịu rồi. Vừa xong thì ganh lần 1 nó sử dụng chiêu cuối, ganh lần 2 thì bạn ấy sử dụng tốc hành, thế thì chịu. Sang cướp bồ đỏ này bạn ơi, cướp bồ đỏ thỏ nha, mình cướp bồ đỏ lướt nhẹ một cái thôi, đấm chiêu 2 cái thôi đó, lùi thôi. Cướp được sao là chúng ta té, cướp phải giữa ban ngày ban mặt như thế thì bạn làm xạ thủ mà team mình toàn sát thủ thôi, có đến 3 sát thủ, sát thủ Zuka, sát thủ The Flash với cả sát thủ Burat thì team bạn đỡ sao nổi đúng không? Thời gian đầu sử dụng nguyên combo là không giết được mạng đâu, tại vì là các bạn sẽ bỏ sót đối phương một xíu máu. Nhưng mà thế nên là các bạn cần phải làm sao thời điểm đầu game cấu rỉa bằng chiêu 1 chiêu 2 thôi. Cấu rỉa bao giờ nó còn nửa cái máu các bạn sử dụng nguyên combo với cái đợt tấn công tiếp theo thì như vậy sẽ ăn chắc được cái mạng của team bạn nhiều hơn. Còn đến cuối game thì các bạn biết chỉ cần chiêu 1 và chiêu 2 hoặc kết hợp thêm nội tại đánh thừa một cái thôi là chắc chắn một điều các bạn có mạng rồi. Cuối game thì The Flash rất lết, không thể phủ nhận được. Nào, bắt Tu Len này, Tu Len chạy đâu, mình có chiêu cuối đây. Bạn có mà chạy vào niềm tin chiêu cuối tốc hành nữa thì cho chơi chắc luôn. Đây là chơi chắc, chơi chắc là phải như thế. 3 mạng thì bạn hơi bị chậm, mới ăn được 1 mạng thôi. Tranh thủ làm sao anh em cùng mình ép luôn cái trụ đứng giữa hộ mình cái, chứ mình đánh đẩy trụ đến Tết Tây mất. Ui teo nét có xíu máu các bạn ạ. Gái lướt chiêu 1 lê ta mỏi, đấm không trượt phát nào, đấm thâm mắt, sau đó các bạn lút bằng chiêu 1 về. Đó, nó rất là nhanh, chỉ cần như thế, đơn giản như vậy, nhanh, gọn và lẹ, các bạn có mạng ngay. Từ từ nha, mình sẽ lên xử lý ao su này, ao su lên quá cao. Các bạn nhớ là nếu mà team bạn lên cao như thế kia thì các bạn rất là dễ bắt. Đặc biệt là với ao su nhưng mà nó có ưng chạm, mình không biết là nó có biết phát hiện được tiền ra team mình không. Đấy, thỏ. Đấm thỏ nào, tranh thủ giết thỏ luôn, lướt chiêu 1 lên, chạy làm sao, chiêu cuối luôn. Chạy làm sao được, hút lên, ôi trời ơi, không chết được kìa. Vừa xong mình cứ nghĩ là thỏ nó chạy giật lùi về, mình đấm trượt mất rồi. Đang tính nói là đấm không trượt phát đạo, ui. Đừng tự tử bạn ơi, đời còn dài, còn đẹp lắm, đừng có tự tử. Vừa xong thì gấu béo phải sử dụng cả tốc biến. Mà quả đấy không sử dụng tốc biến thì nó cũng chết rồi. Tại vì mình cơ động mà, mình chỉ cần lướt lên mình đấm thôi là có mạng. 4 mạng rồi. Bắt đầu nha, tiếp tục lại đi đảo đường thôi. Fan thật là nhanh, lại bắt đầu đi đảo đường xuống hỗ trợ cho John cái. John bị ức hiếp quá các bạn ạ. Mình cứ bị Tu Len nó bám đi đằng sau rất khó chịu luôn. Từ từ nha, Voi cố gắng đợi Murat này. Để đợi Murat chúng ta đánh nhau luôn. Team bạn hiện tại răng rất đông. Ui, Superman, bạn nhanh đến mấy chứ cũng thua The Flash thôi. Chạy làm sao được. Với cái kỹ năng 1 của The Flash nó tiếp cận nó quá nhanh. Các bạn nên nhớ nếu mà gặp đối với Superman thì các bạn chỉ cần lướt chiêu 1 với The Flash, các bạn chỉ cần lướt chiêu 1 đánh thường bằng cái nội tại để có thể làm chậm Superman, các bạn đấm chiêu 2 thôi là nó tắt nắng ngay. Tại sao combo với The Flash nó rất đơn giản. Các bạn chỉ cần lướt chiêu 1 lên, sau đó các bạn đấm thường sử dụng chiêu 2. Sử dụng chiêu 2 sau đó các bạn sử dụng chiêu cuối thôi. Đó, như thế này là các bạn sẽ có mạng liền. Vừa sau là mình đã phải bật cả tốc hành lên để mình có thể áp sát được thỏ, tại vì thỏ nó rất là nhanh, sợ nó nhảy mất. Combo vừa xong là mình vẫn còn thiếu kỹ năng nha. Tại vì là mình chưa ấn kích hoạt lại cái chiêu 1. Các bạn phải nhớ là ấn thật là nhanh, sử dụng thật là nhanh. Chiêu 1 lướt lên, đấm thường, kích hoạt nội tại, sau đó sử dụng chiêu thứ 2. Sau đó các bạn sử dụng chiêu cuối. Hết chiêu cuối các bạn ấn luôn chiêu 1 để cho nó trở về chỗ cũ. Đấy, như vậy là hoàn thiện một bộ combo. Kể cả các bạn băng trụ với combo này các bạn cũng có mạng ngay. Lát nữa nếu mà có điều kiện thì mình cũng test cho các bạn xem qua nha. Bây giờ là tranh thủ ép làm sao được từng cái trụ một. Còn trang bị thì các bạn có thể lên Phượng Hoàng Lệ hoặc là Ngọc Đại Pháp Sư. Giày trong trận đấu này, team bạn làm xạ thủ thì các bạn lên giày hộ vệ. Tiếp tục vương miện Hammock và trang bị tiếp theo là gươm tận thế. Gươm tận thế là không thể thiếu được cho vị tướng The Flash, các bạn nên nhớ là không thể thiếu được. Anh em đang kêu gọi ăn rồng rồi, mình sẽ ra ăn tà thần. Bây giờ mình sẽ ra hỗ trợ thật là nhanh. Đó, gươm tận thế xong các bạn lên trang bị xuyên giáp phép, đó là trượng hỗn ma, và trang bị cuối cùng đó là hút máu phép, đó là trang bị quyền trượng nha. Chạy được đi đâu, trời ơi, lại một lần nữa mình lại bắt đầu đuổi. Đuổi Eo Su bạn ơi, đừng đi tự tử bạn ơi. Eo Su ơi, đứng lại nào. Ui, nó chạy nhanh quá các bạn ạ. Ui, giờ chạy này sao đuổi. Ui, đây này, để mình ăn mạng cho. Trời ơi, sao lại không quay đầu, nhờ quay đầu là bờ mà. Lại chạy ra hiến mạng cho Voi.
Ui đường trên đánh nhau rồi, từ từ để mình chạy lên mình hỗ trợ anh em cái. Tu lên đứng lại nào, lướt lên đấm tu lên, không trượt phát nào, thơm mắt chưa thơm mắt. Tiếp tục nào, để cho voi cấu rỉa, bây giờ chúng ta chỉ cần bật tốc hành lên, sử dụng chiêu thứ hai ra đấm một cái, chiêu cuối lần này thì có mặt chạy và niềm tin hy vọng. Đầu tư kỹ năng thế này rồi là phải có mạng như thế này, 7 mạng Agung. Có chiêu cuối là các bạn đừng đánh hổ báo nha. Còn không thì các bạn nên nhớ là các bạn lướt cái chiêu 1 này, các bạn lướt chiêu 1 khi mà các bạn quay trở về, các bạn để ý giống như kiểu Murat ấy. Team bạn hay đứng đợi cái chỗ mà các bạn lướt về một cái là nó úp sọt các bạn ngay. Đấm thường cái, ui dồi ôi, nửa cây máu, hơn nửa cây máu của Teo nát. Đấy là cái sự khó chịu. Mặc dù team có tà thần mà khó ép quá nha. Căn bản là team bạn toàn xạ thủ đứng bên ngoài, thủ lính thôi, rất là khó để có thể lấy được. Bây giờ đợi kỹ năng mình hồi một cái là mình băng trụ luôn. Các bạn có thể lao vào băng trụ dễ dàng. Lao vào một cái này, đấm một cái này. Trời ơi, thôi chết rồi. Thôi xong rồi, Lượm ơi, cái chiêu cuối của mình. Mình quên mình không ấn các bạn ạ. Có chiêu cuối mà quên mất không ấn. Trời ơi. Phát đến nếu mà ấn thành công thì mình sẽ có thể là mình không bị chết đâu. Chiêu cuối The Flash là không bị chọn làm mục tiêu mà. Và sai lầm. Rồi anh em ơi, từ từ nha, John ơi đừng bắn nha. Thì Linh ơi, Linh, trận đấu này team mình có gái cơ. Thỏa bây giờ còn đi đẩy Linh lên cao thế này. Không biết là ra kịp không, chỉ sợ đồng đội là muốn kết thúc trận đấu luôn các bạn ạ. Thôi chắc là thắng luôn rồi. Giờ mình chạy lên là không kịp. Nói chung là cũng review qua sức mạnh mình từ The Flash và thông báo cho tất cả các bạn một điều, đó là The Flash chúng ta trong phiên bản tới chiến trường 3.0 không có sự điều chỉnh gì. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.